Xin chào các bạn, hiện tại Huy đang có mặt tại khu đô thị Vạn Phúc, một trong những khu đô thị đẹp nhất tại khu vực Sài Gòn. Chúng tôi đang đứng tại cái điểm đây là đó là cái khu vực Hồ Đại Nhật. Nó là một cái hồ rộng 16,5 hecta, có cái view cực kỳ đẹp. Nó có cái khu nhạc nước, khu quảng trường, khu triển lãm thương mại. Dự án này Huy đánh giá là một trong những cái dự án đẹp nhất nhì tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Nó có thể là nó đẹp hơn cả những cái khu đô thị Vinhome Grand Park quận 9. Và giá giao dịch ở khu vực này nó chỉ tương đương với cái khu vực giá của dự án Vinhome Grand Park của chủ đầu tư Vingroup. Và dự án này hiện tại cũng đã được triển khai hơn 10 năm rồi và cũng đã hoàn thành được đến 1/3 tổng những cái tiện ích cũng như là những cái khu shop house, căn hộ thương mại và những cái khu biệt thự đã được bàn giao cho khách hàng. Bây giờ Huy sẽ cùng mọi người đi tham quan một vòng tại đại đô thị Vạn Phúc City tại của tập đoàn Vạn Phúc Group. Và bây giờ chúng tôi bắt đầu từ đường quốc lộ 13 để đi vào trong khu đô thị Vạn Phúc City Thủ Đức. Và chúng ta đang di chuyển trên con đường Nguyễn Thị Nhung, là một trong hai những con đường chính để đi được vào trong khu đô thị Vạn Phúc Thủ Đức. Đường Nguyễn Thị Nhung có điểm đầu là đường quốc lộ 13. Đó, nó có bề rộng là 30m, hai bên đường thì được kết cấu rất nhiều các nhà phố và shop house liên kế. Khu đô thị Vạn Phúc Thủ Đức có quy mô lên 198 hecta. Đó, nó có 3 mặt sông và một mặt đường quốc lộ 13. Nó tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cái dự án khu đô thị Vạn Phúc này là của chủ đầu tư là tập đoàn Đại Phúc Group, được hình thành và phát triển trên 20 năm kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản. Với quy mô lên đến 198 hecta thì trong cái dự án này nó có bao gồm các sản phẩm nhà phố, biệt thự, shop house, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và khu có những cái khu phố mua sắm, phố đi bộ Royal City hiện đang bàn giao cho các khách hàng. Cái dự án này cũng đã có cái tuổi đời hình thành từ những năm 1998 cho đến 2005 là bắt đầu giải phóng mặt bằng và bắt đầu là bàn giao cho những cái hộ tái định cư đầu tiên từ cái thời kỳ giai đoạn khoảng 2008 đến 2012. Sau 12 năm hình thành và phát triển, đây là con đường Nguyễn Thị Nhung đã bàn giao được 2 năm cho khách hàng. Và những cái căn shop house bên này có cái kết cấu là một trệt, một lửng, 3 lầu và một áp mái 7x20. Quy cách xây dựng là chiều trước chiều sau. Đó, có tổng diện tích sàn lên đến hơn 700m. Bên này thì nó được mệnh danh là thủ phủ của văn phòng. Kiến trúc xây dựng bán cổ điển cực kỳ đẹp. Những cái đường nét uốn lượn có phong cách Ý kết hợp với phong cách Pháp lãng mạn. Một cái nhà thiết kế ốp đá mắc bồ bên ngoài. Và toàn bộ là vỉa hè và con lươn là lát đá tự nhiên hết nha. Cực kỳ bắt mắt. Giá của những cái căn shop house này, giá đang cho thuê á thì là từ 60 cho đến 80 triệu. Và giá chuyển nhượng thì nó dao động vào tầm từ 38 cho đến 46 tỷ một căn. Giai đoạn 1 này thì đã có sổ hết rồi. Hiện tại thì chủ đầu tư đang làm sổ giai đoạn 2. Ở bên tay trái thôi, bên tay phải là cái khu trung tâm thương mại, hai tòa trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp cao 21 tầng đang chuẩn bị chủ đầu tư xây dựng là tung ra thị trường. Ở bên tay trái tới đây là khu vực nhà mẫu văn phòng chăm sóc khách hàng, đây nhà mẫu của dự án, nó nằm trên cái quỹ đất chung cư. Sau này bên này thì có tổng cộng là gần 2.000 cái nhà phố biệt thự shop house và hơn 8.000 căn hộ phân khúc trung và cao cấp. Vạn Phúc nó có một cái vị thế cực kỳ đắc địa, nằm ở ba mặt sông Sài Gòn. Nó là được mệnh danh là một trong ba cái bán đảo đẹp nhất trên sông Sài Gòn. Một là bán đảo Vạn Phúc Thủ Đức, hai là bán đảo Thủ Thiêm trong cái khu đô thị Sa La và đô thị Thủ Thiêm đó, và ba
là cái khu đô thị được quy hoạch của tập đoàn Bitexco, đó là dự án bán đảo Thanh Đa Bình Quới. Xa xa kia là các dãy nhà phố và thương mại Sun Lake đang chuẩn bị bán giao cho khách hàng, diện tích 7x23 thì chủ đầu tư đã bán hết cho khách hàng vào thời kỳ của 2020 rồi. Giá đang giao dịch hiện tại của những cái căn đó là khoảng độ từ 34 cho đến 38 tỷ một căn. Nó kết cấu là 7x23, hầm, một trệt, hai lầu và sân thượng, cũng giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Ở bên tay phải đây này có một cái quỹ đất đang thi công hạ tầng đó, thì nó nằm ở trong cái dự án quần thể 198 hectare này, thì không vì riêng là của một khu đô thị Vạn Phúc nha. Nó có cái quỹ đất này là của Tổng Công ty và Phát triển Nhà Đô thị Hà Nội Húc, 30 hectare. Thì Huy cũng được nghe ngóng trên thị trường là đó, chủ đầu tư này cũng đã định chuyển nhượng lại cho vài đối tác nước ngoài cũng như trong nước nhưng mà chưa thành công, với cái mức MBA là 5.000 tỷ. Nhưng mà giờ thời điểm hiện tại bất động sản bên này đang ở Việt Nam nói chung cũng như thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang bị đứng, nên là cái mức giao dịch có thể là cực kỳ khó. Bên này có cái điểm yếu duy nhất là đặc sản là rất nhiều máy bay bay qua đây nha, bởi vì nó nằm ở dưới cái đường băng cất máy cất cánh xuống cái sân bay Tân Sơn Nhất, nên nó là cái điểm yếu, nó làm mất đi cái giá trị của cả cái khu đô thị Vạn Phúc này. Đó, đây là công viên ven sông, đây là khu biệt thự Vạn Phúc Madison cực kỳ đẹp. Một căn đây nó có giá giao dịch 150 tỷ đến 170 tỷ đây. Những căn đơn lập có diện tích đất là từ 400 cho đến 500 mét nha. Cực kỳ hoành tráng, một căn biệt thự đơn lập có hồ bơi trên sân thượng, view trực diện sông Sài Gòn, đối diện công viên luôn. Toàn bộ xung quanh đã được chủ đầu tư ốp đá marble hết và giao hoàn thiện bên ngoài. Đó, những cái căn mặt đằng sau á thì có cái giá là từ 68 cho đến 75 tỷ một căn. Và toàn bộ bên này thì đã bán hết cho khách hàng rồi. Đây là khu công viên và bến du thuyền. Đó, một con du thuyền mô hình được chủ đầu tư thiết kế cực kỳ bắt mắt. Bến du thuyền Dragon Bay. Sau này nó là một cái điểm du lịch kết nối những cái tuyến du lịch trên sông về Vũng Tàu xuống khu vực biển Cần Giờ, cũng như là ngược lên trên mạng đầu nguồn sông Sài Gòn, đó là khu vực Hồ Dầu Tiếng của huyện Dầu Tiếng, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, công viên ven sông dài 2 km, chủ đầu tư thiết kế cực kỳ công phu. Toàn bộ là đã được trồng cây xanh và lát thảm cỏ, cũng như là lát đá tự nhiên ở view sông cực kỳ đẹp. Dự án này thì đã toàn bộ của khu đô thị Vạn Phúc đã hoàn thành hạ tầng 100%, đã đấu nối điện nước và lắp đặt các thiết bị internet, kết nối công nghệ thông tin đầy đủ. Và điểm nhấn của cái dự án này đó là có một cái khu công viên ven sông 2 km trải dài theo dọc sông Sài Gòn, và một cái công viên sông Trăng, kênh sông Trăng dài cũng 2 km chạy song song với sông Sài Gòn. Giữa của cái công viên sông Trăng đó là một cái hồ Đại Nhật, hồ rộng 16,5 hectare. Tổng lòng hồ nó có cái diện tích tự nhiên là 10,5 hectare, là một trong những cái hồ lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, hồ nhân tạo nha. Đây là công viên sông Trăng. Đó, cực kỳ đẹp. Và kia là máy bay. Nó chỉ bay cách trên đầu chúng ta khoảng 800 mét đến 1 cây số thôi nha. Và tiếng ồn rất lớn, mọi người có thể cảm nhận được. Nó là một cái điểm yếu làm giảm đi cái giá trị của khu đô thị Vạn Phúc City. Thì sau này nhiều khách hàng có comment là hỏi là liệu sau này cái sân bay Tân Sơn Nhất có giải thể để chuyển ra sân bay Long Thành hoặc là về sân bay Đồng Nai như một số các sale tư vấn hay không. Thì Huy khẳng định là không nha. Mật độ và lưu lượng máy bay có thể là bay qua khu vực này giảm đi, nhưng mà cái tiếng ồn máy bay và cái sân bay đó có cái máy đường bay bay qua đây, cái đường bay bay qua đây thì là nó vẫn có nằm bất di bất dịch ở đây.
dù sân bay Long Thành có đưa vào sử dụng đi chăng nữa. Đây là con đường số 15 mà trước mắt chúng ta kia là trường mầm non. Trường mầm non của nhà nước, trường công lập đã đưa vào sử dụng nằm trong quỹ đất của dự án. Ở trong này thì có 3 trường mầm non, 2 trường tư thục, một trường quốc tế, đó là trường IMLC, trường liên cấp 123. Và trong này cũng có một trường trung học cơ sở và một trường tiểu học của nhà nước đã đưa chuẩn bị đưa vào hoạt động. Đây là khu nhà phố liên kế. Nhà phố liên kế bên đây có các loại diện tích 5 x 20, 5 x 20,5, 5 x 21, 5 x 22 và 5 x 23. Những căn nhà phố bên này thì chủ đầu tư xây bàn giao cho khách hàng, bao gồm một hầm, một trệt, hai lầu và áp mái. Lưu ý là bên này toàn bộ là chủ đầu tư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là xây bàn giao cho khách hàng khi bán móng nhà cho ngày xưa cho khách hàng nha. Và nhà thầu thì chủ đầu tư bên này có đến 4 nhà thầu thi công dự án. Và trước mắt chúng ta đây là cái bệnh viện quốc tế quy mô hơn 300 giường. Nó tổng mức đầu tư là 700 tỷ và đã chuẩn bị đưa vào khánh thành. Dự kiến là nó hoạt động, nó phục vụ cho toàn bộ khu cư dân ở trong khu đô thị Vạn Phúc cũng như là các khu dân cư liên cận. Ở bên tay phải Huy đây là khu tái định cư. Bên này khu tái định cư thì đã xây nhà được 95% rồi và người dân cũng đã đưa vào hoạt động sử dụng cũng đến 90%. Đó. Ở bên này thì thời kỳ mở bán là 2022-2023 chỉ có khoảng 1 tỷ 8 đến 2 tỷ rưỡi một nền thôi. Bây giờ thì mức giá nó đang dao động khoảng từ 16 cho đến 20 tỷ một căn. Đây, trường quốc tế IMLC đang đến giờ tan tầm và các phụ huynh đang đón các bé đi học về. Đó, bên này thì y tế, giáo dục đã đầy đủ, công viên, sân tennis cũng đã đưa vào hoạt động. Chỉ còn thiếu nữa là trung tâm thương mại cũng như là khu chung cư nữa thôi. Ở bên này thì có kết cấu hai cái khu hồ bơi. Ở khu giai đoạn 1 là nằm ở khu tái định cư và giai đoạn 2 thì nằm ở khu Đông Nam. Đó. Ở bên này từ đây di chuyển về trung tâm thành phố cực kỳ gần. Nó chỉ cách một con sông là về đến khu đô quận Bình Thạnh và cách trung tâm quận nhất chỉ khoảng 10 phút đi xe nếu mà không kẹt nha, không kẹt xe. Và chúng ta đang đi vào mặt sau của dãy shop house đường Nguyễn Thị Nhung. Đây là con đường số 2. Đường này rộng 16 mét. Đó. Khu này thì đúng là thủ phủ của văn phòng. Giá cho thuê những cái căn nhà phố như này đang có mức giá cho thuê là từ 25 cho đến 40 triệu một tháng. Đối với dạng thiết kế công năng vừa ở vừa làm văn phòng hoặc là vừa làm văn phòng không. Không có thang máy hoặc có thang máy. Có rèm máy lạnh và thang máy, thiết bị vệ sinh. Ở bên đây cực kỳ nhiều văn phòng và giá hiện tại, giá thuê văn phòng bên đây còn đang cực kỳ là rẻ. So với các khu vực khác ở trong thành phố hoặc là những cái khu đô thị lân cận như Phú Mỹ Hưng, Sa La, Lakeview hoặc là khu Him Lam thì giá một cái văn phòng bên này cho thuê tương đối rẻ. Cùng một cái nhà diện tích như này ở bên đô thị Him Lam cho thuê là 35 cho đến 45 triệu. Thì bên này chỉ có mức 25 cho đến khoảng độ 35 triệu thôi. Ở bên này thì về mặt pháp lý của toàn bộ dự án thì chủ đầu tư đã có đầy đủ chứng nhận đầu tư, quyết định giao đất, có giấy phép xây dựng và đã có tách thửa từng nền, có đầy đủ hết rồi. Chỉ chờ xây đến đâu xong là nghiệm thu hoàn công, ra sổ cho khách hàng đến đó. Ở bên này ngân hàng tài trợ thì nó có rất nhiều ngân hàng, có thể kể tên như là Vietcombank, BIDV, Techcombank, ngân hàng TPBank và ngân hàng Vietinbank nữa. Ở bên tay trái tôi đây là cái khu hồ bơi của Vạn Phúc và cái khu công viên cũng như là các clubhouse đã đưa vào hoạt động hết rồi. Đây là con đường 30 mét. Đó, bên tay phải đây là các dãy nhà phố 6 x 17. Và bên đây thì nó có cái dãy này 6 x 17 thì đang có cái giá
giao dịch thuê thì khoảng độ 35 cho đến 45 triệu một hầm trệt 2 lầu, và có giá giao dịch bán là từ mức khoảng độ 20, bằng cái phong cách giống như thành phố Milano của nước Ý. Một cái khu sau này là một cái khu buôn bán về bởi vì nó có một cái phong cách thiết kế hầm âm 7 x 20, hầm âm hai mặt tiền, mặt trước và mặt sau, và tổng diện tích sàn của nó lên đến 800 m. Tí nữa Huy sẽ đưa mọi người vào tham quan một trong những cái kiệt tác của cái khu phố đi bộ Royal. Đây là con đường số 18, con đường trục chính song song giữa công viên Hồ Đại Nhật cũng như là khu phố đi bộ và công viên sông Trăng 2 km. Tất cả bên này, đường điện bên này thì được chủ đầu tư đã âm hóa, ngầm hóa hết nha. Và trong dự án thì trồng rất nhiều các cây đinh hương và các cây dừa. Nó tạo ra một cái phong cảnh không khí như một cái khu resort nằm giữa lòng thành phố. Ở bên này thì mật độ xây dựng lên đến 49%. Và mật độ cây xanh cũng cực kỳ lớn. Mật độ cây xanh và đường giao thông nó chiếm đến 18%. Rất nhiều các khoảng không và cây xanh. Công viên bên sông đó được chủ đầu tư bờ kè làm đẹp và ốp đá hoa cương cực kỳ đẹp. Bên kia sông là địa phận của quận 12, phường An Thới Đông, quận 12, cũng như là quận Gò Vấp. Đây là công viên sông Trăng 2 km trải dài dọc theo tuyến sông Sài Gòn. Hiện tại bên này chủ đầu tư đang tung ra thị trường những cái sản phẩm khu biệt thự Jardin Villas. Nó có giá trị giao dịch trên thị trường khoảng từ 80 cho đến 120 tỷ. Đối với thời điểm thị trường hiện tại, Huy đánh giá thị trường từ hiện tại cho đến một năm tới thì bán những cái sản phẩm giá trị cao là một cái điều cực kỳ khó. Và những cái người khách hàng đầu tư mua để sử dụng có những cái tầm tài chính như vậy, người ta cũng cực kỳ là cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền. Đang rơi vào cái giai đoạn thoái trào và suy thoái kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng của lạm phát sau đại dịch Covid, do ảnh hưởng của chiến tranh, tất cả các nước đều bị lạm phát và in tiền quá nhiều, thì bây giờ họ sẽ điều chỉnh bằng mức kiềm chế lạm phát là tăng lãi suất để hút cái dòng tiền về. Và thị trường Việt Nam thì còn bị ảnh hưởng vào các cái chuyện mà thao túng trái phiếu chứng khoán, phát hành chứng trái phiếu quá mức, dẫn đến nhiều chủ đầu tư và nhiều các tập đoàn và công ty lớn bị mất khả năng thanh khoản và có khả năng không có khả năng trả nợ. Nó kéo lên cái hệ lụy tiêu cực ảnh hưởng rất lớn đến cái thị trường bất động sản, và phải là vài ba năm nữa thì có mấy cơ hội phục hồi và thị trường bất động sản còn đang gặp khó khăn dài dài. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái căn biệt thự Huy đánh giá là nó đẹp nhất ở trong cái đại đô thị này, còn siêu biệt thự, nó phải là dinh thự, 3 mặt tiền đường, 2 mặt sông, có diện tích sử dụng đất lên đến hơn 1.500 m², và tổng giá trị của căn này riêng tiền đất Huy đã đánh giá nó rơi vào khoảng đã phải tầm 350 tỷ, và tiền xây dựng nó cũng rơi vào theo như gia chủ đã tiết lộ thì nó có mức mà hơn đầu tư vào hơn 20 tỷ tiền xây dựng phần thô, phần hoàn thiện nội thất hơn 10 tỷ. Nó xây dựng trong vòng 3 năm và đến 4 nhà thầu thi công. Đây là hai siêu phẩm, hai quả dinh thự to nhất nhì ở tại khu đại đô thị Vạn Phúc. Mỗi căn có diện tích lên đến hơn 2.500 m² đất. Đó, đang được gia chủ hoàn thành và có 3 mặt tiền đường, 1 mặt sông. Nguyên cái tiền xây thô và tiền trang trí nội thất của một căn này nó cũng đã có giá trị lên đến 70 tỷ, một con số khủng khiếp. Mà theo ước tính của Huy, tổng giá trị đất và tiền phần xây thô của cái nhà này nó có mức khoảng độ 500 tỷ một căn này. Chỉ có giới siêu giàu mới có tiền để ở những căn như này. 3 công ty thi công
phần thô và làm hoàn thiện. Đó. Một nhà thầu thi công chính, ba nhà thầu, hai nhà thầu phụ làm trong vòng 2 năm mới xong một cái quả dinh thự này. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi ra cái tuyến đường Đinh Thị Thi, là một trong hai con đường song song với đường Nguyễn Thị Nhung, là con đường trục chính. Hai bên đường này, hai bên đường Đinh Thị Thi này sau này sẽ mọc lên 18 tòa căn hộ cao cấp. Nó sẽ là một cái điểm thu hút cư dân cũng như là các tiện ích kèm theo về, để làm cho cái khu này nó có thêm những cái sức sống. Và trước mắt tôi đây là hai cái khu Royal City, là phố đi bộ, cũng như là cái khu dãy Shophouse của khu vực thuộc nhà, thuộc dự án Đông Nam. Diện tích là 7x20 và 7x22. Xây dựng là một trệt một lửng, 3 lầu. Tổng diện tích sàn xây dựng nó lên đến 800 mét sàn. Cực kỳ đẹp. Tất cả bên này đều được ốp đá marble. Ốp đá marble cực kỳ đẹp luôn. Và giá trị của những căn này đang có giá dao động khoảng là từ 39 cho đến 45 tỷ. Tùy vị trí, trừ những căn góc hông có diện tích 10x20 thì có mức giá khoảng là 58 cho đến 63 tỷ một căn. Và giá thuê những căn shophouse này có nội thất cơ bản đang có mức dao động khoảng 60 cho đến 80 triệu một tháng. Trừ căn góc có mức giá khoảng 120 đến 140 triệu. Ở bên này thì bắt đầu là đang có những cái hộ dân đã về thi công nội thất, hoặc là các công ty thiết kế xây dựng decor nội thất đang làm nội thất để đưa vào sử dụng. Hai con đường trục chính kéo ra quốc lộ 13. Dự kiến quốc lộ 13 được, khi mà được mở rộng ra đây 50 mét trong tương lai thì nó là giải tỏa cái vấn đề ách tắc giao thông ở trong dự án này. Và dự án này nó có một con đường nữa, đó là một con đường, một cái cầu bắc ngang qua được bên kia của khu được vực Vườn Lài ở quận 12. Sau này đi vào trung tâm thành phố sẽ không phải vòng qua cầu Bình Triệu và cầu Bình Lợi nữa. Ở hai bên đây là khu dân cư. Ngày trước cái quỹ đất này được chủ đầu tư đền bù giải phóng mặt bằng để phục vụ cho việc mở đường vào trong cái khu đô thị Vạn Phúc. Và hiện tại thì khu đô thị Vạn Phúc căn hộ thì chưa mở bán, nhưng mà shophouse thì đang mở bán ra hai cái phân khu. Đây là cái cổng trục chính của nó, cũng đã được chủ đầu tư làm trang trí bài bản cực kỳ bắt mắt và có cắm đèn đỏ. Và mỗi cổng thì có thiết kế hai con ngựa mã đồng cực kỳ đẹp. Vâng, chỗ Huy đang đứng đây là một cái quảng trường trung tâm ở tại cái khu vực phố đi bộ Royal City. Nó nằm ở tọa lạc tại cái vị trí là ngay ngã tư của cái đường số 7 và đường Nguyễn Đinh Thị Thi. Bây giờ Huy sẽ đưa mọi người vào tham quan một cái căn shophouse tuyệt tác của cái dự án này, diện tích 7x22, hai mặt tiền đường có hầm riêng cực kỳ đẹp, diện tích sàn lên đến 800 mét và cái kết cấu thi công giao hoàn thiện bên ngoài, thô bên trong, bán cổ điển cực kỳ đẹp. Mọi người hãy cùng đi theo chân Huy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi, đây là cái đường sân sau này. Sân sau 3 mét của mỗi nhà thì thành 6 mét. Đã được chủ đầu tư lát đá và sau này nó là một con phố đi bộ. Và góc hai mặt tiền này rất tiện cho với cái việc kinh doanh buôn bán. Chia cái này, cái shop này chúng ta có thể chia làm đôi được ra. Đó. Nó diện tích là đi 10x20 và góc này. Bây giờ chúng ta sẽ lên tham quan ở trên trước, sau đó là sẽ xuống các tầng. Cái thiết kế bên này có diện tích là một trệt, một hầm, một trệt, 3 lầu và áp mái. Tổng diện tích sàn gần 900 mét. Đó. Đây là cái tầng lửng đây. Thì bên này chủ đầu tư đã thiết kế sẵn hộp chứa thang máy. Đó, một sàn như này có diện tích là 100 mét. Cái sàn này là sàn nhỏ nhất là 100 mét. Còn những sàn trên là có diện tích là từ 130 cho đến 160 mét. Cực kỳ đẹp. Và chủ đầu tư thi công phần trần và phần bê tông có thép cũng cực kỳ là chất lượng đây. Không có bị rỗ chân chim hay là bị nứt gì hết. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu các lầu tiếp theo. Ở bên đây thì cái công năng của nó làm được rất nhiều công năng, ngân hàng, siêu thị, trường học, đó các công tập đoàn lớn, các showroom trưng bày, đó các phần phòng đại diện của các
hãng lớn thì có thể đặt văn phòng ở bên này đó. Và giá của những cái căn góc như này, giá cho thuê nếu có phần nội thất cơ bản mà có thang máy và có khoảng độ 15 cái máy lạnh, cái căn như này có cái giá khoảng độ 180 cho đến 200 triệu một tháng. Và bên này thì trần cao là 3m3 nha mọi người, tính từ qua đà luôn thì là 3m3 đó. Có thiết kế hộp thang máy đây, và đây là hai cái hộp chắc là dành cho hai cái toilet. Và một căn như này thì chủ nhà có thể là phải bỏ vào cái số tiền đầu tư khoảng độ từ 3 tỷ cho đến 5 tỷ, bao gồm cả phần thang máy và máy lạnh và rèm thì mới đủ trang trải cho một cái căn có cái lượng diện tích cực kỳ lớn như thế này. Đó, chủ đầu tư đã tô tường đẹp hết. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên lầu 3. Đây là lầu 3. Và chúng ta sẽ lên lầu 4 luôn, bởi vì các lầu có thiết kế y chang như nhau. Ở bên này tất cả các căn đều thiết kế có thang máy, và nhiều các hộ dân đã mua ở đây thì đánh giá là một cái người ta đã đi tìm rất nhiều các dự án bất động sản, nhưng mà để mà có một cái dự án cái vị trí, cái thiết kế, cái kiến trúc nó đẹp như thế này á thì cực kỳ hiếm. Theo như Huy nhận định được thì chỉ có cái khu Sala là có cái những cái căn shop house ở mặt tiền đường Nguyễn Cơ Thạch là có cái diện tích và cái công năng sử dụng y chang như này. Và bây giờ những cái shop ở bên Sala đã có giá từ 80 đến 120 tỷ. Và đây là cái sân thượng. Sân thượng này chủ đầu tư đã lát đá, lát gạch và ốp sơn nước và làm hàng rào ngăn cách giữa các căn hết đầy đủ rồi. Đó, thì về sau này chúng ta có thể là trên này tận dụng làm thêm trồng cây hoặc là làm mái che, tăng được thêm cái diện tích sử dụng ở cái tầng trên cùng này. Đó. Một cái căn như này ngày xưa chủ đầu tư đã bán ra với cái mức là khoảng mức giá là đi 70 tỷ. Thì theo như cái nhận định của Huy, giá trị của những căn đó bây giờ không được tăng được bao nhiêu, bởi vì nó đã bất động sản ở khu vực đô thị Vạn Phúc này đã bị đạt đỉnh của cái thời kỳ của những năm 2020 và 2021 rồi. Đó, mọi người hãy nhìn thấy máy bay kìa, nó bay ngang qua đầu nên là nó mất giá trị của khu vực này rất nhiều luôn. Vâng, đây là cái hầm của cái dự án khu phố đi bộ Royal, và đây là cái cửa của những từng căn. Chủ đầu tư đã bố trí tất cả các căn đều có cửa cuốn, và khi xe xuống hầm là chúng ta có thể vào thẳng trong nhà mình hoặc là đậu trước cửa nhà mình. Cái hầm này có cái bố cái trí công năng là rộng 7m và cao 2m8, nó cực kỳ tiện. Rất hiếm các dự án và các chủ đầu tư đã làm. Huy trong 7 năm làm môi giới bất động sản thì chỉ có biết cái dự án này, dự án khu đô thị Sala ở bên quận 2, cũng như là dự án Galleria của chủ đầu tư Kiến Á đã ở mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ tại Nhà Bè là cũng có thiết kế cái công năng như này. Nhưng mà nó là hầm, nó nổi hơn bên này thiết kế hầm chìm xuống đất. Thì thiết kế như vậy thì làm cái công năng của cái căn shop house của mình được tăng cái diện tích sử dụng lên rất nhiều, mặt trước, mặt sau. Và cái hầm thì nó không có làm xấu đi cái tính năng cũng như cái khoảng không gian bị đóng chặt lại do so với những cái không gian bên ngoài. Và nó làm như vậy thì Huy cảm thấy là những cái căn shop ở bên đây có cái giá trị tăng từ 10 đến 30% so với những căn mà thiết kế công năng không có hầm hoặc là bán hầm mà một nửa nổi và nửa chìm. Đó, đây là chúng ta đã đang đi dưới cái đường hầm của dự án. Hiếm cái dự án nào mà đã được đầu tư rất bài bản và chi tiết đến từng một những cái chi tiết cực kỳ nhỏ nhất. Ở bên đây thì hệ thống camera, đó, thông gió, rồi hệ thống chữa cháy, hệ thống các công nghệ thông tin đã được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ bài bản và chi tiết. Và kia là con đường lên cửa hầm. Ở bên này nó có một cổng vào là đi từ đường số 7 xuống, và hai cổng ra. Đó, có hai cổng ra. Mọi người ví dụ như khách đi vô vào trong đây liên hệ công tác, hoặc là các chủ nhà muốn đưa hàng hóa hoặc vào xuất nhập vào kho, hoặc là cất giữ xe và tài sản thì đi vào một đường và ra hai đường, cực kỳ tiện. Và phí quản lý ở bên này, những căn shop này đang có mức phí quản lý dao động khoảng từ 3,8 triệu cho đến 4,5 triệu một tháng nha bà con. Theo như Huy đánh giá thì những cái bất động sản ở tại khu vực Vạn Phúc này giá thuê thì còn cực kỳ là rẻ, tiềm năng, và nó là sẽ là một cái khu đô thị về tương lai á, là kéo rất nhiều các công ty, các tập đoàn lớn cũng như là yếu tố thương mại về bên này hoạt động, thì nó sẽ làm tăng giá trị của toàn bộ khu vực này lên từ giá bán đến giá thuê. Còn thời điểm hiện tại 2,5 năm trước, một cái những căn shop bên này đã mức giá dao động khoảng là từ 34 cho đến 40 tỷ, thì đến hiện tại cũng chỉ dao động khoảng là 38 đến 40 tỷ. Và những căn nhà phố giao dịch khoảng mức là 15, 16, 17 tỷ thì hiện tại cũng chỉ mức khoảng là 17, 18 và 20 tỷ. Thì theo những cái kinh nghiệm cũng như là cái hiệu suất tính dòng tiền đầu tư thì những căn mà khách hàng đã mua bên này cái thời điểm cách đây 3 năm đổ lại đây so với thời điểm hiện tại thì không có lợi nhuận là bao nhiêu hết. Nên là bây giờ đang trong cái thời kỳ suy thoái kinh tế thì cái giá bất động sản ở bên khu vực này có khả năng là có khỏe còn sẽ xuống khoảng độ 20 đến 30% nữa. Bây giờ
chúng ta sẽ đi một vòng quanh tham quan tiếp tục các phân khu tiếp theo của dự án Vạn Phúc City. Xin mời mọi người hãy cùng đi theo chân Huy. Đây là một căn shop house mà gia chủ đã làm nội thất xong, đang chuẩn bị bàn giao cho khách hàng thuê. Căn này thì gia chủ đã làm mức đầu tư vào tổng cả thang máy, cửa, thiết bị vệ sinh cũng như là các hệ thống máy lạnh. Đầu tư vào đây 2.8 tỷ. Đó, thang máy là Mitsubishi nha mọi người. Tất cả bên này thì cái công năng văn phòng thì đều đưa toilet ra đằng sau. Đó. Và đây là cái sân sau 2m đây. Cái sân sau 2m thì chỗ này công năng của nó là sau này sẽ làm những cái chỗ bồn rửa, hoặc là có thể tận dụng sau này đưa một cái toilet ra đằng sau nếu đã hoàn thiện, đã hoàn công ra sổ được. Đây là một cái căn diện tích 7x20 và cái tầng lực này có diện tích sử dụng là 7x14, nó là diện tích là 98m² và lá căn này chủ nhà mới cho thuê với cái mức cho thuê là 72 triệu một tháng, hợp đồng 5 năm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đây là cái khu quảng trường nhạc nước cực kỳ đẹp. Nó đã đưa vào được vận hành và khai thác từ tháng 10 năm 2022. Một cái công viên nằm ở trên dưới Hồ Đại Nhật và những cái kiosk được chủ đầu tư dành cho khai thác và phục vụ mục đích bán đồ lưu niệm cũng như bán nước dành cho khách vãng lai. Có một cái công viên và cái khu nhạc nước nằm ngay tại một cái khuôn hồ cảnh quan rộng 16,5 hecta cực kỳ đẹp. Sau này nó sẽ là một cái điểm thu hút khách du lịch cũng như khách tham quan, là một cái điểm check-in ở bên mới, ở bên khu vực phía đông Sài Gòn. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Huy và đội nhóm đã đến review cái khu đô thị Vạn Phúc City của chủ đầu tư tập đoàn Đại Phúc Group. Nó tọa lạc tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức. Đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe, cũng như là mọi người hãy để lại những cái phần bình luận, comment, like, subscribe, ủng hộ đội nhóm của Huy có thêm những cái động lực để phát triển kênh, ngày càng trao đi nhiều giá trị cho cộng đồng. Xin cảm ơn, chào và hẹn gặp lại. Bye bye.